Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo bị đám thiên thần vây công. Vì để cứu lấy bản thân cũng như dạy cho đám thiên thần này một bài học, Thạch Hạo đã tự mình dựng lôi kiếp tới, chuyện mà đã rất lâu rồi chưa hề xảy ra cũng như chưa một ai dám làm trong thiên cổ. Trong tập này chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thạch Hạo độ kiếp, bọn họ cũng gặp nạn theo. Độ nồng đậm của nguyên rủa này không cách nào tưởng tượng ra được, nó dường như là chất lỏng bao vây rồi ăn mòn vào trong xương cốt của bọn họ, cơ bản không cách nào tránh né được. Nếu như chưa dính phải nguyên rủa lần nữa, chỉ dính lần đầu tiên thì cũng không đến nỗi sẽ bị diệt ngay lập tức. Nhưng mà mỗi người bọn họ từ lâu đã tới giai đoạn cuối, bị nguyền rủa ăn mòn tới vạn năm, hiện giờ lại bị bao phủ trực diện như vậy nên lập tức nổ tung. Không, Mã Nguyên sợ hãi hét lớn, hai chân hắn bắt đầu thối rữa, từng mảng huyết nhục rớt ra, chỉ trong chớp mắt đã sắp thành xương khô. Dừng lại cho ta! Hoàng Kim Cổ Tượng hét lớn, mặc dù nó da dày mỡ lớn, lớp da hoàng kim vô cùng cứng rắn, thế nhưng hiện giờ thi ban lại nổi khắp lên người và đồng thời thối rữa. Đế Côn cũng gào thét, thân thể nổi đầy thi ban, huyết nhục không ngừng bốc ra. Mấy đại thiên thần đều như thế, không ai ngoại lệ, đều gặp nạn như nhau. Ta không cam lòng mà! Thiên thần gào thét, trời ơi, là do hoang làm. Nơi xa tất cả mọi người đều đang chấn động, không một ai tin vào con mắt của mình. Thiên lôi cuồn cuộn, luồng sâu mạnh hơn luồng trước, ánh chớp chói mắt, mỗi một tia đều to như núi lớn thì bổ xuống liền khiến núi sông nổ nát, hư không nổ tung. Trước giờ tất cả mọi người chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp nào đáng sợ như thế. Như còn chưa cho người khác con đường sống nữa ư? Hoàn toàn là tiêu diệt sạch sẽ mọi thứ. Nghiệt súc, Mã Nguyên gào lớn rồi nhào thẳng về trước, không giết Thạch Hạo, bởi vì hắn biết bản thân mình hơn phân nửa đã lâm nguy, nên muốn trước khi chết phải diệt cho được kẻ này. Nhưng mà Thạch Hạo lại đang ở ngay trung tâm của lôi kiếp, nguyên rủa nơi đó tựa như là ngọn núi lửa đang phun trào, phát ra bốn phương tám hướng. Hắn chỉ vừa mới tới gần thì chớp mắt đã bị một tia sét đánh trúng ngay thiên linh cái, lập tức máu me tung tóe, da đầu bong tróc, làn tóc cháy khét. Mã Nguyên càng kêu gào thảm thiết hơn, tiếp đó nhanh chóng lùi ra xa. Nguyên rủa quá nghiêm trọng, uy hiếp tới tính mạng của thiên thần. Lão già thúi, hiện giờ ông chẳng ổn chút nào cả, chỉ là vừa mới bắt đầu mà chưa chi đã không kiên trì được nữa rồi. Thạch Hạo chăm chọc, kỳ thật hắn cũng thê thảm không thôi, cả người máu me bê bết, toàn thân cháy khét, tóc tai bù xù, chịu phải thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thiên kiếp lần này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, mạnh tới mức khiến người khác tức giận, dù là ở thời đại có thiên kiếp trước đây thì cũng khó có thể gặp được những người như tu sĩ cảnh giới này. Rút, Mã Nguyên muốn chạy trốn, quả thật hắn rất sợ hãi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã bị nguyền rủa ăn mòn tới thảm như vậy. Những nguyền rủa mà hắn đã áp chế bấy lâu nay cũng đã nhanh chóng phát tác, nhưng mà việc khiến hắn khó chịu lại phát sinh, hắn không thể rời khỏi được bởi vì hai con hỗn độn cổ văn ở nơi xa đang nổi điên. Chúng nó không phải nổi điên vì ở trong phạm vi thiên kiếp, mà phát điên do bị kích thích. Tràng vực vô biên ảnh hưởng tới hư không, hai con cổ trùng này đã niêm phong nơi đây lại. Nhóc con, ngươi không chết tử tế được đâu. Cầu Long quát lên, tên hậu bối đáng ghét này khi độ thiên kiếp lại kéo bọn họ vào trong. Đạo hữu, trốn thôi, rời khỏi địa phương quỷ quái này đã. Chúng ta nếu như cứ chết như vậy thì quá oan ức. Mã Nguyên khuyên nhủ, hắn đứng chung một chỗ với Cầu Long rồi thủ thế chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng cách đó không xa lại phát sinh một màn khiến lông tóc của bọn họ dựng đứng, bước chân cũng vì thế mà ngưng lại. Long Tước đang phá vòng vây, dùng cánh thiên thần cắt đất trời cao học bỏ chạy, thế nhưng một chiếc vòi mũi lóe lên rồi đâm thủng thân thể của kẻ này. Trong nháy mắt khi Long Tước bị xuyên thủng thì cả người chợt khô quắt, tinh huyết đều bị hút cạn. Một lát sau, khi nó ép lui được con mũi cổ kia nhưng lại không chịu nổi được sự ăn mòn của nguyền rủa thì bị một tia sét đánh trúng, cả người trắng xám, nguyền rủa bao phủ hoàn toàn lấy nó, rạn nứt bắt đầu từ mi tâm rồi lan xuống dưới, huyết nhục cả người đều biến thành nước mũ và chỉ còn sót lại một bộ xương, đồng thời thiên thần cốt cũng đang thối rữa. Một con chim thần màu xám trắng từ trong xương sọ kia lao vút ra ngoài, đó là nguyên thần của nó, lúc này cũng không còn ánh sáng lộng lẫy gì nữa mà thay vào đó là màu đen. Tiếp đó, nguyên thần của nó bị phá vỡ, một vị thiên thần đã chết. Trong đám thiên thần thì đạo quả của Long Tước đã bất ổn, tu vi lại yếu nhất nên cố gắng nắm mới đạt được tới cảnh giới này, hiện giờ là kẻ đầu tiên gặp nạn và tử vong. Trời ơi, một vị thiên thần đã ra đi, hóa thành tro tàn trong nguyền rủa, tất cả chuyện này cũng do một thiếu niên gây nên. Nhưng hoang lại còn sống, vẫn còn đang độ kiếp. Mọi người cắn chặt môi, khi thấy cảnh này ai ai cũng sợ hãi, một vị thiên thần cao cao tại thượng không cách nào ngang hàng lại chết. Đây cứ như là thần thoại vậy, nên biết nguyên nhân của cái chết này là do một tu sĩ nhỏ bé gây nên. Không ổn, đạo huynh cứu ta, Mã Nguyên hét thảm. Thì ra vừa nãy thừa dịp ba đại thiên thần phá vòng vây thì hắn lại đào tẩu ra một bên khác, nhưng kết cục lại bị một con mũi cổ chọc trúng, một nửa thân thể đều đã tan nát. Mà khi hắn trốn trở lại thì gặp phải ánh chớp oanh kích vô biên nguyền rủa nhập thế. Trong nháy mắt thi ban dày đặc rồi thân thể bắt đầu giải thể. Lão Mã, ta muốn quyết chiến với ông. Thạch Hạo lộ vẻ hiên ngang tiến tới. Quyết chiến cái rắm, Lão Mã hét lớn, hắn rất muốn lột da rút xương của Thạch Hạo. Khi Thạch Hạo đập tới thì trung tâm của thiên kiếp cũng đi theo. Chính xác, tốc độ hủy diệt của Mã Nguyên lại càng tăng nhanh. Không, Mã Nguyên hét thảm, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng cùng với hối hận. Tại sao mình lại trêu phải tên sát tinh này? Không đáng mà, tự dưng lại đẩy bản thân vào con đường chết. Mấy vị thiên thần ở nơi xa cũng chẳng hề có ai ra tay, hiện giờ ai cũng lo cho mình chưa xong thì thời gian đâu mà để ý tới hắn. Bụp, hắn hóa thành bộ xương, nguyên thần vỡ vụn gần như biến mất. Lão Mã, để ta tiễn ông một đoạn nha. Thạch Hạo từ trên trời giáng xuống mang theo ánh chớp cùng với nguyền rủa, sau đó một cước đạp mạnh tới.
sườn sọ của Mã Nguyên vỡ vụn, nguyên thần nổ tung, cứ thế hình thần đều diệt. Lần lượt hai vị thiên thần ngã xuống nên mức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, là một sự kiện chấn động cả thiên cổ. Long Tước, Mã Nguyên đều có tiếng tăm lừng lẫy, đều là thiên thần của bộ tộc, thế nhưng hiện giờ lại chết bởi một thiếu niên, đây cứ như là một cơn bão táp bao phủ Bắc Hoang. Mà Thạch Hạo lúc này chợt phun ra ngụm máu, thương thế quá nặng, cả người bị đánh văng ra xa, còn bên trong thì xương cốt gãy nát, máu thịt be bét, mùi khét lan tỏa. Trốn khỏi nơi này. Đây là lời nói từng sâu trong lòng của đám thiên thần. Bọn họ còn thê thảm hơn cả Thạch Hạo, những mẫu xương vụn lộ hết ra ngoài, huyết dục cũng đều tróc hết toàn bộ, nguyên rủa đã ăn mòn sâu vào trong khung xương. Chỉ là hai con hỗn độn cổ văn vẫn đang căng trần ở nơi xa, chứ không hề chịu rời đi. Việc này khiến cho bọn họ ảo não không thôi. Phá vòng vây, cả công tin chúng ta không thể ngăn hết được chúng. Đế Côn bất chấp nói, bởi hiện tại thì có cách liều chết xung phong, nếu không thì chẳng hề có con đường sống nào cả. Được, cùng nhau xong thôi. Cầu Long cũng đồng ý, nó chỉ còn lại nửa thân thể nên vô cùng yếu ớt, nếu trì hoãn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ phải chết. Giết! Hoàng Kim Cổ Tượng đã lên tên hành động đầu tiên. Chiếc ngà voi trắng như tuyết của nó đã bị sét đánh vỡ nát, lớp da vàng xù xì be bét máu thịt thối rữa, không còn ra hình thù gì nữa. Rầm! Lúc này những người khác cùng xuất thủ về những nơi khác. A, cổ viên kêu gào thảm thiết, những lớp vảy vàng trên người đều nổ tung. Chiếc vòi của một con hỗn độn cổ văn đâm xuyên qua cơ thể, rồi hút lấy tinh huyết của nó. Thế nhưng nó vẫn ra sức lẫn trốn. Hơn nữa trong lúc này huyết dục đang lở loét trên người, nó cũng đang đẩy nhanh tốc độ hơn. Khi lao ra được trăm dặm, thì gần như đã biến thành một con vượn bằng xương. Nhưng nó đã thành công, đã thoát ra khỏi thiên kiếp và cổ văn. Cổ viên liều mạng chạy trốn, sau đó nó quay đầu liếc mắt nhìn lui. Khi nhìn thấy Thạch Hạo đang ở trong rừng, thì chớp kia ánh mắt lộ ra ánh lạnh lẽo. Khỉ lớn, ngươi cho rằng như thế là mình đã sống sót à? Thạch Hạo đứng trong thiên kiếp khiêu khích lớn tiếng quát. Đồng thời hắn dẫn theo thiên lôi và nguyên rủa nhanh chóng truy tới. Cổ viên tức giận, đường đường là thiên thần thế nhưng hiện giờ chỉ có biết chạy trốn, lại bị một tên tiểu tu sĩ truy kích một cách thê thảm như vậy. Thật rất muốn gào thét chửi bới trời cao mà. Âm thanh xương nứt truyền tới, cổ viên hoảng sợ, xương sọ của nó đã mục nát bởi nguyên rủa, nên giờ gần như chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Hỏng rồi, nó kêu to một tiếng, sau đó chẳng dám dừng lại chút nào mà nhanh chóng rời đi. Như vậy thì làm sao có thể sống sót nổi? Lần này quá gian nan, thân thể bị hủy toàn bộ và chỉ còn sót lại mỗi nguyên thần. Vậy làm sao chống lại nguyên rủa? Cổ viên cũng không hề quay đầu lại mà cắm đầu chạy về nơi trú chân của mình. Nó phải về tộc và bế quan tu dưỡng. Phía sau, Cầu Long cũng kêu thảm thiết, việc phá vòng vây đã thất bại bởi vì nó chỉ còn lại nửa thân thể. Vốn là kẻ yếu nhất nên bị một con hỗn độn cổ văn xuyên thủng thiên linh cái tử vong ngay tại chỗ. Tiểu bối, ngươi hả hê lắm chứ gì, chờ ta trốn khỏi thì sẽ giết chết ngươi. Đế Côn tức giận nói, thân thể của hắn cũng đã bị phế bỏ, chỉ còn lại mỗi nguyên thần cùng với khung xương lưu vong. Thế nhưng hắn cũng đã chạy thoát. Hoàng Kim Cổ Tượng gầm lớn, nó dùng hết khả năng hòng thoát khỏi lôi kiếp, lao ra khỏi biển nguyên rủa, thế nhưng vẫn thất bại, cả người đều rách toác. Nó bị thương quá nghiêm trọng, cuối cùng xương cốt đều rạn nứt rồi vỡ tan. Nguyên thần màu vàng của nó đang từ từ chuyển sang xám đen. Đó là sự thể hiện nguyên rủa phát triển tới giai đoạn cuối. Nó với lòng không cam cũng bị phẫn nộ nổ tung trong hư không. Hoàng Kim Cổ Tượng cũng chết. Tới lúc này, Long Tước, Mã Nguyên, Cầu Long, Hoàng Kim Cổ Tượng, bốn đại thiên thần đều bỏ mạng. Xa xa, một con tỳ hưu màu bạc cầm lớn, nó phải trả giá cực lớn, lớp vảy lân rụng sạch, huyết dịch mất hết là bị hỗn độn cổ văn cắt lìa nửa thân thể mới có thể trốn thoát. Bảy đại thiên thần chỉ còn lại Đế Côn, cổ viên tỳ hưu sống sót và rút khỏi nơi này. Sau đó không lâu, hỗn độn cổ mũi cũng rời đi, nhưng không ai nghĩ tới Thạch Hạo lại bắt đầu truy sát thiên thần. Hắn sử dụng phá giới phù dựa theo những gì mà mình tìm hiểu được để vượt qua hư không, xuyên thấu giới bích truy sát phía sau. Đây cứ như là đang đòi mạng, hư không rách nát chẳng ra hình thù gì, bị ánh chớp oanh kích. Từ trước tới giờ chưa hề nghe qua có người đang độ kiếp mà vẫn còn muốn vượt qua hư không. Người khác hoàn toàn ứng phó còn chưa nổi, huống chi còn làm việc này. Thạch Hạo cũng gặp phải nguy hiểm, xương cốt xuất hiện rất nhiều vết nứt, không ít khúc đã bị gãy lìa, thế nhưng vẫn cắn răng truy theo. Hắn không muốn lưu lại chút phiền phức nào, muốn dựa vào cách nào đó để giải quyết hậu hoạn. Tỳ hưu là tên đào tẩu sau cùng, cho nên hắn ngắm ngay kẻ này. Tiểu bối, việc này không hề liên quan tới tộc nhân của ta, tỳ hưu quát lên. Thạch Hạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con tỳ hưu phía trước mặt. Bụp! Nguyên thần của nó vỡ nát, bị nguyên rủa ăn mòn, tóm lại là không cách nào ngăn chặn được nên dập tắt ngay. Biến thái thật, hoàng đang đuổi giết thiên thần, ép chết tỳ hưu, chuyện này còn có thiên lý nữa không trời? Một tiểu tu sĩ lại có thể làm đến mức này, đúng là nghịch thiên à. Có người đuổi theo phía sau, hơn nữa nhân số cũng không hề ít. Khi phát hiện tỳ hưu chết đi thì ai nấy cũng á khẩu, chỉ có một vài người cá biệt mới mở miệng kêu lên đầy sợ hãi. Viên sơn bao la to lớn, từng tòa nối từng tòa, đây là nơi sinh sống của dân bản địa viên tộc. Nhưng sau khi cổ viên trở lại thì cũng không tới tộc mình mà ngồi xếp bằng ở bên ngoài, bởi vì nguyên rủa trên người của nó quá nghiêm trọng, thứ này không ngừng tràn ra ngoài nên có thể sẽ hủy diệt luôn bộ tộc của mình. Nó tuy rằng độc ác, ngông nghênh, ra tay tàn nhẫn khi đối địch, thế nhưng lại rất quan tâm tới bộ tộc của mình. Hư không nổ tung, Thạch Hạo mang theo lôi kiếp cùng nguyên rủa xuất hiện, ánh sáng vạn trượng, khí hủy diệt lan tràn, tia chớp đỏ ngòm vần quanh, tựa như là một vị ma thần vậy. Khỉ dữ, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Tới đây nè! Thạch Hạo hét lớn. Cổ viên chợt mở mắt, bên trên bộ xương này chỉ còn lại mỗi ngũ quan. Nó rít lên một tiếng rồi hóa thành một vệt kim quang vọt tới, trong tay lại xuất hiện một thanh chiến mâu đâm thẳng về Thạch Hạo. Bên trong ánh chớp, nguyên rủa sôi trào, cổ viên lão đảo, pháp tắc của nó xiên vẹo đầy suy yếu. Giết!
Cổ Viên ném bay chiến mâu trong tay mình, thứ này xuyên thủng hư không và mang theo pháp tắc phóng thẳng vào trong bàn sấm sét kia. Thạch Hạo thở dài rồi nhanh chóng né tránh, tiếp đó vận dụng thần phù bảo vệ. Vù, cả cơ thể hắn được bao bọc lại, dù là thiên kiếp cũng bị đẩy ra ngoài. Chiến mâu đã bị cản lại, pháp tắc không cách nào bắn trúng hắn. Nhưng cũng chính vào lúc này, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt, sau khi thu lại thần phù bảo vệ thì lập tức bỏ trốn, khu vực đó đều bị hủy diệt, không còn sống sót bất cứ thứ gì. Hắn bị chấn cho bay ngược ra sau, thần uy kia không cách nào tưởng tượng ra được. Chuyện này, dù là Cổ Viên cũng thất kinh, nó bị phản chấn bay phút ra sau, lôi kiếp này quá kinh khủng. Bởi vì có sự can thiệp của pháp tắc tiên thần nên chỉ trong nháy mắt lôi kiếp đã tăng vọt. Sao lại như thế? Cổ Viên hét lớn, sau khi lôi kiếp càng dữ dội hơn thì lại có một phần trong đó công kích về hướng của nó, nguyên rủa thì lại càng biến thái hơn nữa. Không thể tránh được, xương trán của Cổ Viên nát bét, mạng nguyên thần thì lại bị ăn mòn, sau cùng tan thành mây khói. Xa xa, trên mặt của Thạch Hạo chẳng còn chút màu máu nào, vừa nãy quá nguy hiểm, ánh chớp kia hơn nữa có thể chém chết tiên thần ngay lập tức. Xem ra ở kỷ nguyên không thiên kiếp này thì mọi người đều hiểu biết quá ít về thứ này. Nếu có người can thiệp thì sẽ rước lấy thiên kiếp ấn với cảnh giới của người đó, sẽ rước lấy lửa thiêu thân, sẽ càng khủng khiếp hơn. Thạch Hạo vui mừng vì mình đã né qua được một kiếp, hắn cũng không dừng lại mà mang theo ánh chớp lần nữa vượt qua hư không, truy sát theo đế côn. Đây là một vùng đất cổ xưa, kiến trúc bằng đồng san sát, từng tòa nối từng tòa vô cùng hùng vĩ, rõ ràng đều được đúc từ đồng thau. Đế côn bỗng mở mắt, hắn ngồi xếp bằng nơi trung tâm trong một cung điện cổ bằng đồng và ra sức chống lại nguyền rủa. Đột nhiên hắn bay vút lên trời, nhìn về Thạch Hạo nói, độ kiếp mà cũng dám đuổi theo. Nói tập nhân của ông đi đi, lời nói của Thạch Hạo khàn khàn do chịu phải đau đớn. Lúc này hắn đã đứt gân gãy xương, trọng thương trong ánh chớp, dù cố gắng được như vậy thì đã cũng rất là gian nan. Nguyên rủa của ta khó có thể bị trị tận gốc được, mà đây cũng là lần cuối cùng tiên cổ mở ra rồi, bọn họ sống tiếp thì có ý nghĩa gì chứ? Đế côn lẩm bẩm. Ông Thạch Hạo kinh hãi, tên thiên thần này điên rồi, muốn tập nhân trong cùng mình sao? Ta vốn là truyền nhân mạnh nhất tiên điện, thế nhưng lại bị giáo tổ ra lệnh phải xây dựng căn cơ ở nơi này, từ từ bố trí mưu đồ, kết quả lại lâm nguy cũng chỗ này mà vẫn chẳng hề đạt được cơ duyên lớn nào. Đế côn tự giễu, thân sắc ủ rũ, mang theo thù hận và tức giận không thôi. Trong lòng Thạch Hạo khẽ loạn, không phải hắn muốn lưu lại mà là năm đó phải tiếp nhận mệnh lệnh. Tiên điện mưu đồ cũng không hề nhỏ, chỉ là hiệu quả không được tốt cho lắm. Đế côn đã bị nguyền rủa ăn mòn, một năm cũng không hề rời khỏi chỗ ở được mấy lần, nên cũng chỉ có thể quanh quẩn ở một khu, không cách nào triển khai được kế hoạch lớn. Tiên điện dạ tâm cũng mạnh ghê đó chứ, Thạch Hạo nói. Đến đây đi. Đế côn buồn bã nói kèm theo là nụ cười tàn nhẫn xong về trước. Hắn biết mình sống không nổi nữa, bởi vì khi hắn thử nghiệm hóa giải đi nguyền rủa thì không còn chút hiệu lực nào nữa. Hắn muốn kéo theo Thạch Hạo chết cùng, hắn không phòng ngự nữa mà thay vào đó cứ để mặc cho nguyền rủa lan tràn, còn bản thân thì thoải mái điều khiển pháp tắc thiên thần của mình. Sao lại thế? Trên mặt hắn ngập tràn vẻ sợ hãi cùng hối hận không thôi, bởi vì ánh chớp kia cũng đang phóng về phía hắn, nguyền rủa đậm đặc gấp mấy chục lần, chỉ trong nháy mắt xương cốt của hắn đều nát bét, đồng thời nguyên thần hóa thành tro tàn, cứ thế hình thần đều diệt. Thạch Hạo sớm đã trốn ra xa, thế nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn gặp phải xung kích quá lớn khiến cho thân thể càng thêm rách nát hơn, suýt chút nữa thì hình thần cũng diệt theo đế côn. Rốt cuộc cũng chính vào lúc này thì hắn lại sắp sửa đột phá, gần như tiếp cận vào lĩnh vực chân thần, khí tức mạnh mẽ ngập tràn, tinh lực cường mãnh nhanh chóng tẩm bổ thân thể, cả người hắn phát sáng, chỉ trong chớp mắt thì thân thể đã phóng thích ra vô tận tiềm năng, huyết dục lấp lánh rạng ngời. Trong tiếng vang ầm ầm là xương cốt bị vỡ nát trước kia bắt đầu gắn kết lại, thân thể được chữa trị và tiến nhanh tới bộ dáng mạnh mẽ nhất, sắp đột phá. Đây là kết quả khi tiềm năng khai giả toàn bộ. Tới rồi sao? Sẽ tu ra luồng thiên khí thứ ba chứ? Thạch Hạo căng thẳng, bởi vì khoảng khắc mà hắn dừng ở thần hỏa cảnh này chỉ còn dư lại giây phút này mà thôi, mà hiện tại thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt, thi thoảng có thể thấy được những tia chớp như hóa thành cổ mộc sinh linh, càng lúc càng đáng sợ hơn. Lôi đình đánh xuống, trời long đứt lở, quỷ khóc thần gào, trong trời đất tựa như tuôn rơi mưa máu, ánh đỏ chói mắt, tia chớp vô tận bùng phát, tiếng chói tai quanh quẩn, nơi đây trở nên mịt mù, không thể nhìn ra được thứ gì ngoài thiên kiếp cả. Tia chớp to lớn kia đánh thẳng trên người của Thạch Hạo, từng tia lửa văng tung tóe khắp nơi, tựa như là đánh lên sắt thép vậy, âm thanh chói tai ngưng vang. Chuyện này khó mà tưởng tượng ra được, những người nơi xa khi nhìn thấy thì chỉ biết trợn tròn mắt mà thôi. Hắn vẫn là người à? Ánh chớp đánh tới, nếu là những sinh linh khác thì chắc chắn sẽ khó chặn được thiên uy và hóa thành tro tàn, dù không chết thì cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn lại nghịch thiên như thế. Tất cả mọi người chỉ biết cứng họng, cảm thấy sợ hãi không thôi. Thân thể của Hoang không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Thạch Hạo đang chuẩn bị đột phá, tiềm năng được phóng thích toàn bộ, sau khi khôi phục lại đỉnh cao thăng hoa tới cực điểm thì lúc chống đỡ lôi kiếp lại hiện ra thủ đoạn kinh người như vậy, đỡ trực diện như thế chẳng hề nổ tung. Nhưng Thạch Hạo cũng không dám làm liều, bởi vì hắn biết những tia chớp càng về sau thì càng đáng sợ hơn, nếu bất cẩn đôi chút thì sẽ chết ngay. Lẫn thiên kiếp này quá mạnh mẽ, luồng tiên khí thứ ba vẫn chưa hiện ra sao, hắn lo lắng, tới lúc này rồi mà vẫn không hề lột xác, chưa từng bước ra bước trong truyền thuyết kia. Nghe đồn ở thời tiên cổ từng có mấy người độ kiếp, sau khi vượt qua được kiếp nạn đáng sợ thì nhất định sẽ lột xác và tu ra luồng tiên khí, làm cho bản thân bước lên đỉnh cao nhất. Hắn đã rất khó để áp chế lại bản thân và gần như đột phá thành công, thế nhưng luồng tiên khí thứ ba vẫn chưa hề thấy tăm hơi đâu cả. Việc này khiến cho hắn ảo não thất vọng vô cùng. Không có à? Thạch Hạo ngước nhìn lên trời cao, bên trên biển sấm dày đặc cuộn trào mãnh liệt tựa như đại dương đang trút xuống. Không ổn, Thạch Hạo biến sắc, chuyện mà hắn lo lắng nhất định đã xảy ra. Trong biển sấm
kia lại có sinh linh phục sinh và chúng đang nổi giận giết về phía Thạch Hạo. Một con thao thiết cao lớn như núi từ trong bàn sấm sét bước ra. Nó là do ánh chớp to lớn ngưng tụ và thai nghén mà thành. Nó tự như là một thần thai và lúc này sở hữu thêm linh hồn nên không cách nào chống đỡ được. Thạch Hạo hét lớn đồng thời bùng phát toàn bộ sức lực để chống lại con thao thiết này, nhất quyết phải giết chết nó ngay trong hư không. Lôi điện trào dâng xuyên thủng cả hư không, khu vực này bị chia năm xẻ bảy. Đồng thời thao thiết há miệng nuốt chửng vạn vật, luyện hóa tất cả. Bụp, cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi, không cách nào chịu đựng nổi. Dạng lôi kiếp như vậy, hắn đã chính phải một đòn cực kỳ đáng sợ. Nếu đã không có luồng tiên khí thứ ba thì cũng không cần gượng gạo làm gì. Thạch Hạo nói nhỏ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm con thao thiết bên trên kia. Hắn bắt đầu xuất thủ một cách điên cuồng. Đồng thời hắn cũng bắt đầu phóng thích luồng tinh khí thần cuối cùng để xung kích chân thần cảnh. Tiếng cầm vang dữ dội lấn áp hết thảy những tiếng nổ to trong lôi kiếp. Còn thao thiết kia cũng đã phát điên và quyết chiến với hắn. Thạch Hạo cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cả, vẻ hung mãnh còn lại còn hung thú lan tỏa, tốc độ đạt tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn tự như là tia chớp bay múa, rồi tiếp đó một quyền xuyên thủng mi tâm của thao thiết. Bởi vì lúc này chính là lúc hắn mạnh mẽ nhất, chỉ nửa bước nữa là tiến vào chân thần cảnh, sinh mệnh đang thăng hoa, tự vượt qua bản thân và tiến hành cuộc lột xác. Vì vậy sự mạnh mẽ này trước giờ chưa hề đạt được. Cũng vào lúc này thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì có một tia thiên khí mờ ảo đang từ từ ngưng tụ và gần như đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn. Nhưng thiên lôi lúc này chợt bạo động, biển sấm vô tận ập xuống và nhấn chìm Thạch Hạo ở trong. Hỏng rồi, Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, cảm giác này chẳng ổn chút nào, tựa như thế gian đã bước tới giai đoạn tận thế, làm cho lông tóc của hắn đều dựng thẳng, da gà nổi khắp người. Quả nhiên, một luồng sấm sét mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng chợt hình thành trong mờ ảo. Thạch Hạo nhìn thấy được nó, rất nhiều sinh vật đang gào thét, đồng thời tất cả đều vồ thẳng tới hắn. Toàn bộ biển sấm với trọng lượng tới hàng tỷ cân đồng loạt nện lên trên người của hắn. Thạch Hạo ho ra đầy máu, xương cốt gãy khắp nơi trên cơ thể. Trong tiếng gầm gừ là vô số mãnh thú chim thần đang giết thẳng về hắn. Đáng sợ nhất chính là một tấm thiên bia vàng óng hiện lên rồi từ trên trời cao nện thẳng xuống rồi trấn áp hắn bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, những tiếng lốp bốp vang khắp trong cơ thể, xương cốt toàn thân như muốn bị vỡ vụn. Đây là gì? Thạch Hạo giật mình. Ở thời đại này không có thiên kiếp này, nếu như khơi dậy lôi kiếp thì sẽ vô cùng kinh người, đâu đâu cũng hiện lên vẻ yêu tà khủng khiếp vô biên, thậm chí ngay cả một tấm thiên bia vàng óng cũng xuất hiện. Biết bên trên xuất hiện phù văn dày đặc, còn bên cạnh thì có vô số sinh vật đang gào thét tới mức điếc tai, mà những thứ này đều do lôi điện biến thành. Biển sấm thai nghén ra thiên bia sau lại hình thành được và định dụng thứ này để trấn áp. Thạch Hạo không hề tin chuyện quỷ ma nên nương quyền oanh kích lên trên thiên bia, ánh chớp chợt tăng vọt. Khi hai bên va chạm thì toàn bộ trở nên mù mịt, không thể nhìn thấy bất luận là thứ gì. Một lát sau, Thạch Hạo bị đánh bay sang ngang, máu tươi rơi vãi, hắn bị vô số ánh chớp đánh tới mức trọng thương. Thiên bia này không hề đơn giản, ở xung quanh có vô số sinh linh mờ ảo đang quỳ lạy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lôi điện bùng phát ra thì càng không có thứ gì sánh kịp. Chỉ dựa vào những thứ này để ngăn trở ta à? Thạch Hạo hét lớn, toàn bộ mái tóc gần như đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu đang dựng ngược lên. Tiếp đó hắn nâng quyền lên cao, tấm bia kinh khủng kia từ từ ép xuống và trấn áp hắn ở bên dưới. Hư không sụp đổ, mục đích là muốn tiêu diệt cho bằng được. Lên cho ta! Thạch Hạo gào thét, hắn không có cách nào tránh được thiên bia này, bởi vì trước sau đều dính sát trên đỉnh đầu của hắn, hiện giờ lại còn muốn diệt hắn nữa. Hắn vùng nắm đấm vào thiên bia, những tiếng nổ lớn vang vọng, đồng thời cũng có một vài vết rách bé xíu xuất hiện. Và cũng trong lúc đó, Thạch Hạo gần như đã trở thành chân thần, còn tia tiên khí kia lại càng rõ hơn một chút và có xu hướng xuất hiện trong thế gian. Trong chớp mắt, thiên bia vàng óng bị đánh nát một góc nhỏ thì vô số sinh linh quỳ lại nơi đó chợt run rẩy kêu lên đầy sợ hãi. Đây tuy là do lôi điện biến thành, thế nhưng cảnh tượng lại chân thật vô cùng. Đột nhiên một luồng ánh đao sáng như tuyết được vung lên, thứ này phá tan bầu trời, chớp mắt chấn tan biển sấm, vạn vật trong thiên địa lần nữa hiện ra. Trời ơi, đó là gì? Nơi xa tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đồng thời lộ vẻ khó tin và sợ hãi. Thiên bia vàng óng kia lại bật ngửa, từ bên trong phóng ra một ánh đao trắng xóa như muốn đâm mù mắt người nhìn. Nơi đó thì lại thần thánh khôn cùng, đó là một thanh trác đao. Thứ được gọi là thiên bia kia thì đúng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi. Hiện giờ toàn thân của thứ này được phù văn soi sáng và phát ra ánh sáng chói lóa nhất, hình thành nên một thanh trác đao thần bí. Một đao hạ xuống, thân thể của Thạch Hạo đứt lìa, pháp tắc tràn ngập, hắn cảm thấy bản thân vỡ nát, dù là nguyên thần cũng muốn dập tắt. Sự đau nhức trên người của hắn khiến không cách nào chịu đựng nổi. Đáng sợ nhất chính là luồng thiên khí bên ngoài cơ thể của hắn lại bị một đao này phá đám. Trong lần gặp phải vết chém đại đạo trác đao này thì không chỉ có người chết mà còn có cả pháp và đao. Hai bên đại đạo đắc trao là vô tận sinh linh đang quỳ rạp, khóc lóc run rẩy kêu gào, cúng bái tựa như là đang hiến tế, thế mà Thạch Hạo lại là tế phẩm. Không xong, Thạch Hạo không cam lòng, khóe miệng chảy máu ròng ròng, hắn ngửa đầu gào thét, tại sao lại như thế? Hắn khổ cực tu ra luồng tiên khí thứ ba ấy vậy lại bị cắt lìa, pháp tắc đang xen trong ánh chớp tập kích lại cho hai đứa thân thể bị cắt lìa thành trăm ngàn lỗ thủng, và mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt đi tất cả. Gặp phải vết chém đại đao trác đao này, dù là ở tiên cổ thì cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, đều là chuẩn bị cho hàng ngũ những người mạnh mẽ nhất khi tu ra luồng tiên khí thứ ba. Chống đỡ không nổi thì cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa, cứ thế sẽ hóa thành tro tàn. Nếu vượt qua được thì khả năng sẽ bước thêm một bước nữa. Thiên kiếp nghiêm khắc mạnh mẽ nhất trong lịch sử lại tái hiện. Trong cơn đau nhức thì Thạch Hạo chợt nghĩ tới mấy lời của Bạch Quy, lúc này chợt hiểu, đây là quá trình mài dũa và thử thách đáng sợ nhất, giáp ranh giữa sinh và tử. Hắn thiêu đốt bản thân, hai luồng tiên khí cũng hiện ra rồi gắn gượng gắn kết cơ thể của hắn lại trong ánh chớp ầm ầm kia. Mỗi một miếng da thịt đều ẩn chứa sấm chớp, tất cả đều đã chịu lấy việc rèn luyện. Tuy rằng cháy khét thế nhưng nếu có thể gánh chịu được thì chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, thoái thai hoán cốt. Hạo hét lớn, cơ thể hắn đang bị ghép lại cùng với nhau, hai luồng tiên khí vần quanh, cả người sôi trả tinh lực.
Ta không thể chết được, ta còn phải lên cửu thiên để lấy lôi kiếp dịch nữa. Thạch Hạo gần nhẹ, đời nào sẽ bị cửa ải này ngăn cản kia chứ. Hắn muốn xông thẳng lên cửu trùng thiên để tắm rửa trong lôi kiếp dịch màu vàng kia, và nhớ đó sẽ là lục xác. Đây là một cuộc chiến sinh tử, Thạch Hạo xuất quyền, áo nghĩa luân hồi đều biến hóa toàn bộ, những mảnh vỡ thời gian bay lượn xung quanh, chỉ trong nháy mắt thì thời không đã bị quấy nhiễu. Đại đạo trát đao lần nữa hóa thành thiên bia rồi mờ đi trong hư không, biến mất trong biển sấm. Thạch Hạo đã vượt qua được cửa ải này, lập tức tinh lực cuồn cuộn, thần lực bùng phát để chữa trị thương thế, đồng thời quanh cơ thể sản sinh ra luồng thiên khí thứ ba. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn như vang lên một tiếng giòn tan, một thứ nào đó đã bị phá nát trói buộc. Hắn đã lên cấp chân thần cảnh, trở thành một vị chân thần thật thụ. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung tập 218 của Thế Giới Hoàng Mỹ rồi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.